tiếc phần 16 của bộ truyện bắt đầu chấn kinh con vợ nữ đế, ta liền trở nên vô địch. Cỗ khí tức khủng khiếp như dòng lượn đó bay vòng qua các tảng núi lớn nhắm thẳng vào linh vũ tước mà Ninh Thiên đang cưỡi, nhắc thấy mối đe dọa cận kề trước mắt. Ninh Thiên liền cầu cứu hệ thống chấn kinh, hệ thống nhận lệnh liền hiện lên thông tin. Hệ thống, mở kỹ năng nhanh như chớp, đang sử dụng kỹ năng nhanh như chớp 1 trên 3. Ngay khi kỹ năng được kích hoạt, những luồng khí tức xanh sáng như lôi điện xuất hiện bao lấy thân thể linh vũ tước. Sau đó chúng dịch chuyển vị trí Ninh Thiên và Linh thú cưỡi đến một nơi khác. Cho nên luồng công kích của hai cường giả thần đế cảnh tự do bay xẹt ngang trong khoảng không mà chẳng hề va chạm với bất cứ thứ gì, khiến bọn họ sững sốt kêu lên, biến mất rồi sao? Nhìn thấy sự tàng hình bất ngờ trước mặt mình, lão già tóc bạc phơ thu lại cỗ khí tức như lốc xoáy mà mình đã tạo ra rồi hoang mang hỏi, người đâu? Lão nhân còn lại cũng đứng ngớ người lơ lửng chăm mắt về phía hư không, nơi mà giờ đây chỉ còn lại những tia khí xanh sáng đang mờ nhạt dần. Lão già tóc bạc bực dọc càm giảm, chiêu vừa nãy ta không hề nương tay, tưởng rằng là đã giết được tiểu tử kia rồi, vậy mà lại đánh trượt. Ảnh ma lão nhân nhíu mày tức giận bảo, tiểu tử đó chắc chắn có bảo vật gì đó giúp đỡ, nhưng mà với thực lực của hắn thì không chạy được bao xa đâu. Lão ta vừa hô to, huyết tức thuật, đồng thời phóng ra luồng tà khí sắc tím mạnh mẽ như dòng nước chảy xiết để truy dấu ninh thiên. Sau đó cả hai nương theo luồng tà khí bay thẳng tới. Lão già tóc bạc háo hức bảo, "Hướng đó, đuổi theo." Lúc này ở một nơi khác, giữa không trung chợt hiện ra luồng khí tức xanh sáng như tia chớp kèm theo thanh âm răng rắc. Sau đó thân ảnh Ninh Thiên cưỡi Linh Vũ Tước xuất hiện ở giữa những lớp khí tức lóe sáng đó. Anh lo lắng cố dục Linh thú tăng tốc độ, đồng thời hoảng loạn nói thầm, "Không ngờ lại gặp tình cảnh hai cường giả thần đế cảnh liên thủ với nhau, rốt cuộc họ là ai?" Ninh Thiên điều khiển Linh Vũ Tước bay hết tốc lực, nhưng bụng dạ bất an nói: số lần sử dụng nhanh như chớp chỉ còn lại hai lần. Anh vừa nghĩ tới đó thì hệ thống lại hiện lên thông báo, hai cường giả thần đế cảnh đang nhanh chóng áp sát ký chủ. Nghe vậy Ninh Thiên toát mồ hôi hột hoảng hốt, ngoảnh đầu về phía sau quan sát, bất giác bột miệng lẩm nhẩm nhanh vậy sao? Tốc độ bùng phát thực lực của cường giả thần đế quả là đáng sợ. Cho dù mình sử dụng thẻ kỹ năng kéo giãn khoảng cách nhưng bị đuổi theo kịp cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Ninh Thiên quỳ bò trên lưng Linh Vũ tước thầm ước lượng thực lực giữa ta và địch. Tiểu Linh chỉ là yêu thú thánh hoàng cảnh. Tốc độ bay không thể nào bì lại cường giả thần đế cảnh. Còn hai cơ hội cuối tuyệt đối không thể sử dụng bừa bãi. Mình nhất định phải nghĩ ra cách. Đang hoang mang lo nghĩ. Ninh Thiên chợt học máu miệng đau đớn khi cảm nhận được một đạo khí áp sắc tím cường đại như màn nước khổng lồ hất thẳng vào người mình. Đến nỗi Linh Vũ tước cũng phải trùng chân khống khổ kêu gào óc óc. Ảnh ma lão nhân lúc này xuất hiện ở phía trước mặt Ninh Thiên, lão ta đang đứng hiên ngang giơ tay vận khí, miệng cười hả hê nói: "Ha ha, tiểu tử, để xem ngươi chạy đi đâu." Sau đó lão ta nhướng mắt về phía đối diện lớn giọng hô hào: "Thiên khung, tiêu diệt hắn đi." Nghe thấy lời này Ninh Thiên hoàng hồn ngoảnh mặt lại mà bàng hoàng kêu lên: "Thánh chủ Thiên khung, các ngươi dám liên thủ với nhau?" Lão già tóc bạc bất thình lình xuất hiện từ phía sau, đưa hai tay về phía trước ham hở buộc tội Ninh Thiên tiểu tử thối, đừng có trách ta, ngươi hại hai thánh tử của ta trở thành kẻ tàn phế, đây là cái giá ngươi phải trả. Bị tập kích từ hai phía, Ninh Thiên cảm nhận được khí áp cường bạo không ngừng đè nặng lên cơ thể mình. Anh vừa cố gắng chân người chịu đựng vừa khổ sở than thầm, chết tiệt, còn tiếp tục như này thì mình sẽ đứt hết kinh mạch toàn thân, không cử động được nữa. Nhưng có vẻ hai lão giả quyết không để anh toàn mạng quay về. Thánh chủ thiên khung bắt đầu tung kỹ năng bổn phái. Lão ta vừa hét lên, thương khung tuyệt sát vừa tung trưởng cực gắt về phía đối thủ nguồn lực biến thiên khủng khiếp từ đôi bàn tay lão phóng ra đập thẳng vào lưng ninh thiên khiến anh trắng mắt há họng ngã nhào người về phía trước trong khi đó linh vũ tức một lần nữa đau đớn kêu óc óc người thú bị đả thương không thể giữ cân bằng được nữa nên cùng lúc chúi đầu rơi tự do tuy nhiên trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy ninh thiên cũng nhanh trí thầm vạch kế hoạch trong đầu chỉ có thể đợi đến lúc họ cho rằng đã giết được mình rồi sử dụng nhanh như chớp mình mới có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Không bao lâu sau đó, dưới mặt đất vang lên tiếng nổ ầm chấn động, bụi đất bùng lên bay tán loạn. Hai lão già cúi mặt nhìn xuống cái hố lõm đang có bụi đất bốc cao như khói quan sát tình hình, lão thánh chủ Thiên khung nhẹ giọng phán đoán, lần này chắc là chết rồi đó. Trái lại ảnh ma lão nhân đang nghi nói, tiểu tử này đúng là rất kiên cường, vậy mà có thể chống đỡ được lâu như vậy, nhưng mà. Không đúng, tiểu tử này vẫn chưa chết sao có thể thế được? Ảnh ma lão nhân la lên đầy thẳng thốt sau khi phát hiện trên bề mặt hố còn lưu lại những lớp khí tức xanh nhạt nhạt nhưng không thấy xác của Ninh Thiên đâu. Lúc này ở một nơi khác, Ninh Thiên trong bộ dạng thê thảm đang bám chặt vào lưng của Linh Vũ tước trao liệng trong không trung. Đúng lúc màn hình hệ thống hiện ra thông báo, bạn đã khiến cho ảnh ma lão nhân và thiên khung thánh chủ kinh ngạc. À? Thưởng diệu thủ hồi xuân đan, hoa đạt tái thế, có thể bảo vệ kinh mạch tu luyện không bị hủy hoại, từ từ khôi phục vết thương trong cơ thể. Sau khi nhận được phần thưởng quý báo đúng lúc từ hệ thống, cơ thể Ninh Thiên liền cường tráng trở lại. Anh đưa tay thử hội tụ cầu khí kim sắc rồi cười phấn khởi bảo, hai lão già chết tiệt, cứ đợi đấy cho ta. Chỉ còn cơ hội cuối cùng này thôi, lần này chỉ cần không chết mình nhất định phải xử gọn hai ông ta. Sau khi tự nhắn nhủ với chính mình xong, Ninh Thiên dõng dạc hô to, "Hệ thống, mở thẻ nhanh như chớp cuối cùng." Nhận lệnh màn hình hệ thống liền hiện lên thông báo, kích hoạt kỹ năng nhanh như chớp số lần sử dụng thẻ này của ký chủ đã hết 3 trên 3. Đồng thời màn khí tức xanh sáng như lôi điện một lần nữa xuất hiện trói lòa trong không trung, bao lấy linh vũ tước và ninh thiên. Không lâu sau ở một nơi nọ, nhìn thấy hai luồng linh quang phi hành với sức mạnh khủng bố đang không ngừng rượt đuổi theo bóng chim xanh trên nền trời. Những người đứng bên dưới ai nấy đều ngước đầu ngắm nhìn với vẻ đầy sừng sốt. Một tên kích động la lớn, rốt cuộc là kẻ nào lại khiến cho hai vị cường giả thần đế cảnh liên thủ truy giết sau khi đã đón đầu ninh thiên lão thánh chủ thiên khung cũng có cách nhìn thích thú về đối thủ không thể không đánh giá cao mà bảo không hổ là tổ sư truyền kỳ của thiên ma giáo vậy mà có thể thoát chết trong tay chúng ta những ba lần ảnh ma lão nhân vừa lao về phía ninh thiên vừa nói với vẻ thách thức ta thật muốn nhìn xem tiếp theo ngươi sẽ chạy trốn bằng cách nào ninh thiên không còn vẻ sợ hãi ban đầu ngược lại vô cùng bình tĩnh cười tự tin bảo nếu như nào cũng phải chết thì ít nhất cũng phải chóc được một lớp da của các ngươi Đồng thời Ninh Thiên đưa tay phát động khí tức, linh khí kim sắc từ bàn tay anh tỏa ra như lốc xoáy, sau đó anh ra lệnh cho hệ thống trấn kinh. Hệ thống, khởi động sức mạnh tín ngưỡng cho ta, hệ thống nhận lệnh liền hiện ra thông báo, khởi động sức mạnh tín ngưỡng. Ninh Thiên hướng bàn tay đầy uy lực của mình về phía trước với vẻ mặt đầy quyết đoán. Rồi những luồng khí tức kim sắc mang theo uy áp khủng bố từ tay anh bắn thẳng về phía địch thủ như thác chảy một luồng khí tức trong số đó chém ngang qua cánh tay đang thừa thải đưa ra của lão thánh chủ thiên khung khiến lão ta tức giận hét lên tiểu tử thối ngươi dám chặt đứt một tay của ta sao tuy nhiên đối thủ của ninh thiên không chỉ có một người tông chủ ảnh ma tông vừa đưa tay lên cao triệu hồi khí tức vừa cao giọng hô huyết ảnh quỷ trảo lúc này phía sau lão là một cỗ khí tức màu đỏ cường đại đang bao trùm không gian Bên trên đầu lão là bàn tay ma ảnh khổng lồ quấn dây xích đang trực chờ chụp xuống đầy đe dọa. Ninh Thiên toát mồ hôi hột tự hỏi, kết thúc rồi sao? Đột nhiên Linh Vũ tước gào lên hung dữ, đồng thời giang rộng đôi cánh vẫy mạnh khiến Ninh Thiên mất đà cho đảo như muốn ngã khỏi lưng con linh thú. Sau đó nó hất Ninh Thiên sang một bên rồi anh Dũng lấy thân người chống chọi với bàn tay hiểm ác của ảnh ma lão nhân đang đập mạnh xuống, tạo nên một tiếng nổ rền trời. Màu đỏ tăng tốc bao trùm cả không gian trước mặt Ninh Thiên, anh rơi tự do xuống đất trong tâm thế vô cùng bàng hoàng đau đớn, nhìn cọng lông vũ tung bay anh xót xa gọi. Linh Vũ Tước chứng kiến sự hy sinh của Linh Vũ Tước, ảnh ma lão nhân vừa bực tức vừa ngưỡng mộ cảm thán, đúng là một con súc sinh tận tâm bảo vệ chủ. Ninh Thiên đứng bất động trên mặt đất lặng ngắm những cọng lông linh tước rơi lả tả trong không khí với tâm trạng vô cùng đau đớn và tức giận. Càng cam phẫn hơn khi nghe lão ta dở giọng ngạo mạn, bây giờ không còn ai có thể bảo vệ ngươi nữa rồi. Ninh Thiên lên đường đi. Sau đó Ninh Thiên vung nắm đấm lên, bất hận tuyên thệ, ta sẽ giết các người ta nhất định phải giết các ngươi. Anh gào thét vang vọng, trong khi đôi mắt giận dữ của anh không biết tự lúc nào đã xuất hiện những giọt nước mắt mặn đắng cam hờn. Hai lão già nghe Ninh Thiên nói vậy thì nhếch miệng cười khinh bỉ nhấn mạnh, chỉ dựa vào ngươi. Đột nhiên phía trên đầu Ninh Thiên hiện ra một vòng tròn trận pháp rực sáng, với thân ảnh uy quyền của Lạc Vô Tình đứng bên trong. Cùng với đó là lời tuyên bố chắc địch của cô, chàng nói các ngươi phải chết, thì các ngươi chắc chắn sẽ phải chết ảnh ma lão nhân đã từng thị phạm sức mạnh của lạc vô tình nên không dám làm liều bèn lên tiếng xúi dục người liên thủ trận pháp không gian dịch chuyển mau giết chết tiểu tử này lạc vô tình đang thông qua trận pháp không gian dịch chuyển để đến chi viện thánh chủ thiên khung tin tưởng lão tông chủ ảnh ma tông mà không biết nguy hiểm đang rình rập cứ vậy mà lao đầu về phía trước để tấn công nhưng lão ta tự dưng không thể di chuyển được đã vậy còn bị kẹt giữa những dòng chảy âm thanh của sáo trúc vô số những nốt nhạc kỳ diệu nương theo cột khí không ngừng luân chuyển, khiến lão ta hoảng loạn la lên. Hả? À, ta không cử động được. Là tiêu thanh khốn trận của Tây Vương Mẫu. Ảnh ma lão nhân cũng bàng hoàng nhận ra thánh chủ thánh địa giao chỉ không biết tự lúc nào đã có mặt ở phía sau bọn họ. Khốn khổ chửi. Chết tiệt à ta cũng đến góp vui rồi. Tây Vương Mẫu nghiêm mặt nhìn hai kẻ ủy mạnh hiếp yếu. Thông thả bắt ấn tay để điều khiển dòng chảy khí tức đồng thời lớn giọng chê bai đường đường là hai cường giả thần đế cảnh mà lại đuổi giết một đệ tử thông linh cảnh thật là già rồi không cần mặt mũi nữa sao lão thánh tử thiên khung sau khi đối diện với hai mối hiểm dọa đáng sợ đang trực chờ lấy mạng mình thì bắt đầu toát mồ hôi hồ run rẩy điếng hồn than thở lạc vô tình cộng thêm tây vương mẫu hai cô ta đều gần cảnh giới đại đế rồi nguy nguy con mợ nó rồi sau khi đã nhận thấy sự xuất hiện của lạc vô tình ở phía sau ninh thiên như người chết đuối vớ được cọc anh vừa mừng vừa tủi cất tiếng gọi âu yếm bà xã rồi anh hơi nghiêng mặt về phía sau tỏ ý xót xa hối lỗi thú nhận linh vũ tức vì bảo vệ ta ngã xuống rồi là vô tình lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa cô mạnh mẽ lao về phía hai lão già dám ức hiếp phu quân mình xa sầm mặt quát lớn chết tiệt các ngươi thật là đáng chết ta sẽ cho các ngươi hồn phiêu phách tán khỏi thế giới này nhưng đột nhiên một bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cô ngăn lại bà xã mọi người đừng ra tay với chúng ta muốn đích thân giết chết chúng ninh thiên nói ra những này với thái độ vô cùng căm hận đôi mắt dù đang đẫm nước nhưng vẫn toát lên sát khí quyết tâm tự mình đòi lại công bằng cho bản thân